Hello anh em. Hello. Đây là một con xe cực dị, cực độc và dị. Chất chưa? Chất như nước cất luôn. Xe lòi tòi phòi luôn. Gọi là đừng hỏi. Hôm nay chúng tôi sẽ có một buổi coi như là diễu hành ở trên phố đẩy lùi dịch corona đang hoành hành khắp thế giới. Đây và những con xe đặc trùng. Rất dễ. Trời ơi, không thể. Bình chưa? Anh cho làm một tràng đạn bắn vỡ máy ảnh của em cái. Rất độc và dị. Vâng, anh còn đang có một cái bình rượu ngâm đầu quái thú ở đây nữa cơ. Vãi nồi. Dành dở rất kinh khủng. Đây là túi máu. Giống như ở trong phim Bắc Bắc Điên nơi túi máu của mấy thằng quái vật. Túi máu đỏ chuyển qua bình dung dịch chuyển vào đây sẽ thành máu xanh nhá. Chơi khiển bạt đi anh. Cho nhiều về cách tháo hồ diện. Đấy. Không ngờ anh là một trong những quay phim của các cộng mà anh có thể giỏi công nghệ đến mức độ như thế này. Nói là rất hay. Sắp tới anh còn cho mấy thằng người này nhặt lá đá ông bơ được cơ. Kinh. Mệt quá. Đây, chúng tôi đang ở trên phố đi bộ. Đây là tượng đài Lý Thái Tổ. Ở đây à, mới thêm cái đầu lâu rồi đây. Cười quá. Đang đợi đồng đội đến để đèo lên đi đưa binh. Ông đào bảo bố to này.